Mẹ của thằng bé, con xem lại xem những thứ chúng ta mang theo đã đủ chưa? Hai con gà, hai bình dầu mè, một tồi miến, một rổ trứng gà. Đủ rồi, một cái không thiếu. Ha ha, bố, chúng ta có phải đi đến nhà cậu ở thành phố để thăm bà con không? Đúng vậy, ha ha, tuyệt quá. Cuối cùng con cũng có thể vào thành phố rồi. Bố dẫn chúng con xuyên qua làng và vượt suối, đi suốt 6, 7 giờ đồng hồ mới tới thành phố. Wow, xe cộ thật đông, thật sầm uất. Cậu sống trong một khu tập thể rất lớn, nhà đều là mấy tầng. Cô gái, trời lạnh thế này mà các bạn đến đây làm gì? Vào trong nhanh lên, vào trong nhanh lên. Nhìn các bạn kìa, đến thì đến, còn mang theo nhiều đồ như vậy làm gì? Anh à, cái này cũng không phải đồ quý giá gì đâu, chỉ là đồ tự nuôi thôi, ăn thấy an toàn. Đừng chê bai nhé. Chê bai gì chứ, những thứ này ở thành phố không mua được đâu. Wow, nhà cậu có TV6, còn đang chiếu hồ lô bé, còn có cả máy cắt đèn sét. Hả, cái tủ màu xanh này là gì vậy? Uống chút nước nóng cho ấm người đi. Cảm ơn chị dâu, đây là đầu đậu và tiểu đào phải không? Đã lớn thế này rồi. Đại Minh, nhanh dẫn em trai em gái vào phòng chơi đồ chơi đi. Đi nào, đậu đậu, chúng ta đi chơi vẽ đi. Ừ, tiểu đào, đồ chơi trên bàn, cứ tự lấy mà chơi đi. Wow, nhiều đồ chơi quá. Hi hi, đậu đậu, chúng ta chơi vẽ đi. Ừ, đây tặng cho bạn, các bạn trên đường chú ý an toàn nhé. Bố không sao, cứ mang về nhà, bên ngoài lạnh. Mẹ, nhà cậu có nhiều đồ chơi thật, con có cả TV6 nữa. Con có thể xem phim hoạt hình, thật tuyệt. Vậy con phải học thật giỏi, tương lai thi vào thành phố đi học cũng được. Có thể sống ở thành phố, con nhất định sẽ học thật tốt, nhất định sẽ vào thành phố. Chuyến thăm bà con lần này đã mở mang tầm mắt cho con đã thấy được sự phồn hoa của thành phố, cũng đã ươm mầm ước mơ vào thành phố trong lòng mình.